Trong suốt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, không quân Mỹ đã dùng hàng triệu tấn bom mìn với đủ chủng loại, gần 60 loại khác nhau để đánh phá các mục tiêu giao thông, cầu, đường, bến cảng, sân bay, kho tàng, trận địa hỏa lực ở miền Bắc. Ở miền Nam, chúng dùng để tấn công vào mục tiêu quân giải phóng trú đóng hoặc tìm mọi cách ngăn chặn dòng xe vận tải trên tuyến đường Trường Sơn. Trong số hàng chục loại bom mìn Mỹ sử dụng ở Việt Nam, có một loại cực mạnh được xem như là vũ khí phi hạt nhân khủng khiếp nhất, đó chính là bom chùm.